chào các bạn đã đến với kênh cây giống Tâm Đảo. Hôm nay bên mình lại giới thiệu với các bạn một loại cây giống mới, đó là cây thông giống Caribe. Đây là cây thông giống Caribe các bạn nhé. Đây, đây là cây thông ở bên mình, cây thông giống. Đấy. Cây thông thì các bạn nghe rất là quen rồi, biết hình dạng của nó rồi, đúng không ạ? Đây là loại thông giống Caribe. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái cây thông giống cũng như là cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thông giống, cây thông Caribe, để bạn nào có nhu cầu thì có thể tham khảo hoặc chia sẻ cho người thân, chia sẻ để mọi người cũng biết, có thêm kiến thức về cái cây giống, một loại cây giống mới là cây giống thông Caribe. Thì bây giờ mình xin giới thiệu cùng với các bạn như sau. Đấy. Cây giống thông Caribe là cây thân gỗ cao khoảng 15 đến 30 mét. Đấy, vỏ cây có màu nâu đỏ, cành nhánh có màu nâu hoặc vàng đất, có phấn trắng, lá kim từ 2 đến 3 lá làm thành bó, thường có là 3 lá dài từ 12 đến 30 cm, mảnh mềm và rũ xuống, bẹ lá cứng dài từ 1 đến 1,2 mét, có màu nâu. Đấy. Sau trở thành màu đen. Đấy. Giống cây thông Caribe có hình trứng dài từ 5 đến 12 cm, vảy màu nâu đỏ, giữa dày lên có gai vàng, hạt từ 6 mm, rộng 3 mm, màu lửa hoặc nâu nhạt, có chấm, có cánh dài 2,5 cm. Khi quả chín, rải đều dưới nắng nhẹ 3 đến 5 nắng để tách hạt ra. Đấy. Cái gỗ thông Caribe thì có công dụng khá là nhiều trong xây dựng, như làm gỗ bốc, gỗ lạng, ván ép, đóng đồ mộc, gỗ nhỏ làm nguyên liệu, làm giấy, ván sợi ép. Đặc biệt, nhựa thông Caribe có chất lượng cao. Cái loại nhựa này ấy thì bắt lửa rất dễ. Đấy, đây là loại cây chịu lạnh nên thường thích hợp trồng ở khu vực có nhiệt độ thấp. Đấy. Đấy không? Cây thông giống Caribe này thì có thể trồng ở những vùng đồi gò. Đấy. Có độ pH từ 3,5 đến 4, hàm lượng mùn thấp từ 4 đến 4,3%, đạm tổng số ít, nghèo lân và kali, nhưng vẫn được trồng chúng khá là nhiều. Điều quan trọng là đất phải thoát nước và tránh ngập úng. Chúng ta có thể trồng với số lượng lớn trên 1 ha, đó là từ khoảng 2.500 cây đến 3.000 cây trên 1 ha. Đấy, trên 1 ha rừng. Rừng trồng phải được xử lý toàn diện, làm đất thủ công, bổ hố là 40 x 40 x 40 sen, cần bón lót trước khi trồng. Trong những năm đầu phải định kỳ dọn cây bụi, dọn cây leo. Đấy, cây dây leo kết hợp với tỉa cành. Vào năm thứ hai nên bón thêm khoảng 200 đến 300 gram phân super lân và 200 gram phân vi sinh cho một cây. Mỗi năm cần bón tăng dần. Tới năm thứ 5 phải bón thêm mỗi cây 300 super lân và 300 phân vi sinh. Giống cây thông Caribe cũng như các loại thông khác, chúng có nhựa và rất dễ bắt lửa. Vì vậy, ngay từ khi quy hoạch, chúng ta phải lưu ý bố trí những băng cản lửa để phòng chống khi bị cháy rừng. Băng cản lửa là những diện tích đất để chống hoặc trồng những loại cây không bắt lửa. Đấy. Những giải đất đó ngăn giữa các rừng thông với nhau theo quy định. Băng cản lửa phải có chiều ngang dài gấp đôi chiều dài của cây. Đấy. Thì đấy, vừa rồi là mình đã giới thiệu các bạn về cái cây thông giống Caribe cũng như là cách chăm sóc, kỹ thuật chăm sóc về cây thông giống Caribe. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu mua cái cây giống này, đấy, mua cây giống này thì hãy liên hệ với bên mình
đấy, qua cái số hotline mình đặt ở bên dưới tiêu đề đấy. Và các bạn nhớ là subscribe kênh, nhấn cái chuông bên tay phải để nhận được nhiều video chia sẻ hơn nữa về các cây giống lâm nghiệp, cây xanh, cây dược liệu đấy, và các sản phẩm khác của bên mình. Đấy. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình theo số hotline ở bên dưới tiêu đề. Các bạn hãy chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn nữa về cái cây, những cái, các cái cây lâm nghiệp. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.